Vâng, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Ở đâu giá rẻ, xe tốt, ở đó có Vũ Duy Auto. Vâng, hôm nay em Vũ Duy Auto sẽ giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới được nhập về cửa hàng, cũng tương đối khá là thời gian. Đây là một chiếc xe biển số Hưng Yên 89A. Form dáng rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là mẫu xe này thì rất được nhiều người ưa chuộng. Đó là Camry 2.4 bản G, sản xuất năm 2007. Một chiếc xe khá là đẹp, form dáng không chê vào đâu được. Một dòng xe rất được thịnh hành và ưa chuộng tại Việt Nam. Sơn si rất là đồng đều, đảm bảo quý vị các bạn là không đâm va, không ngập nước, máy cực kỳ êm chất. Vâng, nội thất thì cũng khá là đẹp. Một chiếc xe dành cho các quý ông. Và đây, một mẫu xe tiền tỷ, bây giờ tại Vũ Duy Auto chỉ có giá là 398 triệu đồng thôi. Đấy, 398 triệu đồng là có ngay một chiếc xe đẹp như thế này rồi. Đấy, các bác có thể nhìn qua tổng thể cái bên ngoài của chiếc xe để mà cảm nhận được chiếc xe như thế nào. Sơn si thì rất là đều. Đấy, nội thất thì không chê vào đâu được. Và form dáng thì cũng tương đối. Đây là một dòng xe đẳng cấp, dòng xe của các thương gia. Vâng, một chiếc xe mà đã được độ gương cầu lồi khá là chắc chắn nhé các bác nhé. Vâng, chiếc xe mang biển số của Hưng Yên, không phải biển thủ đô nhưng gốc là thủ đô. Đấy các bác nhìn này, đèn halogen cực kỳ là sáng luôn. Đấy, con này thì vừa mới chạy cao tốc về nên là nó cũng hơi bị bụi bẩn một chút, nên các bác cũng thực sự là thông cảm. Đấy, nói chung là đi lại là không có một vấn đề gì nhá. Bên em đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, các bác không phải nghĩ luôn, xe rất là đẹp, chất lừ. Đấy, máy cực kỳ là êm. Con này thì hạn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2020. Và chủ yếu là bây giờ là mình mua sang trọng. Với cái mức giá tiền như thế này, mua một chiếc Moline mới thì chắc chắn là không thể được như thế này rồi. Còn đây, chiếc xe này sử dụng hộp số tự động luôn. Đăng ký 5 chỗ ngồi cực kỳ rộng rãi và đặc biệt là dành cho các thương gia. Đấy, chiếc xe thì sử dụng lốp Toyo, lốp 2014. Lốp cũng đã cũ theo thời gian rồi, nhưng cái này là do chủ nhân cũ người ta dùng đến bây giờ. Và chiếc xe mới lăn bánh được có 12 vạn thôi nhá quý vị nhá. 12 vạn, đấy, đi rất là ít luôn, chủ yếu là toàn để đấy thôi. Thế còn đâu thì xe thì không có cái gì phải nghĩ ngợi. Dòng xe này cực kỳ bền bỉ với thời gian. Sửa chữa thì ít hỏng vặt luôn, nên là sửa chữa cũng không bao giờ phải nghĩ ngợi. Kính các thứ thì vẫn còn ngon. Kính đẹp luôn này các bác ơi. Đấy, kính rất là đẹp. Đấy, gương xi nhan kết hợp trên tay gương. Và gương kính thì cục xòe. Đấy, hàng chất, giá thì rất là mềm. Tay nắm cửa được mạ chrome. Và cửa nẻo các thứ thì các bác nhé. Đấy, nghe cái tiếng. Cái dòng này thì cái tôn vỏ của nó rất là dày luôn. Nó không như những cái dòng xe tầm thấp là tôn vỏ mỏng, nhưng mà những cái dòng này tôn vỏ dày và mở ra thì rất là chắc chắn. Đấy, tapi thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, các bác nhìn này, tapi rất là sạch sẽ. Đấy, keo chỉ nét lừ luôn. Đấy, keo chỉ này. Đấy, cao su, răng cao su này, không chê vào đâu được. Đấy, và các bác nhìn bản lề này, bản lề không phải nghi ngại gì luôn, tapi rất là sạch sẽ. Kính điện điều chỉnh hoàn toàn bình thường. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy, kính điện được điều chỉnh hoàn toàn bình thường. Hoạt động êm chu, trơn khít. Và phần da thì sờ rất là mềm, dai. Đấy, phần da rất là chắc chắn luôn. Phần nội thất bên trong thì là màu xám, màu sữa. Và đây các bác có thể nhìn là nội thất ghế da zin luôn này. Ghế da zin vẫn còn các cái lỗ thoáng khí. Ghế da zin rất là đẹp luôn nhá. Đấy, ghế da vẫn còn được đánh giá 8 điểm luôn. Nội thất bên ghế người lái cũng vậy ạ, các bác nhìn này, ghế da rất là đẹp. Con này thì có bản túi khí cho người lái, người ngồi rất là an toàn luôn. Người ngồi bên cạnh, đấy, túi khí đây. Hộc để đồ rộng rãi, thoải mái, táp lô thì cực kỳ sạch sẽ. Đấy, một chiếc Camry rất là đẹp. Đấy, táp lô sạch sẽ luôn này. Đấy, chủ nhân cũ của chiếc xe này thì là công tác tại, đâu rồi, công ty Tân Hoàng Minh. Chuyên buôn bán bất động sản. Đấy, thế nên là mọi người thực sự lấy yên tâm nhá, xe nguồn gốc rõ ràng. Đấy, và chiếc xe đấy các bác nhìn lăn bánh này. Ui, lại khách gọi rồi. Lăn bánh được 12 vạn đấy, 12 vạn rưỡi, gọi là 13 vạn, ship 13 vạn đi. Logo Toyota nổi bật, túi khí đây còn nguyên. Các cái phím này thì cũng đã mòn theo thời gian rồi, nhưng mà đương nhiên theo thời gian mà không mòn mới là chuyện lạ. Đấy, còi khá là to. Màn hình DVD giải trí kết hợp camera lùi rất là tiện lợi luôn. Và khi mình con này thì rất an toàn, khi mà để nguyên thì không bao giờ về được số lùi mà phải khởi động máy. Cái phần giả ốp gỗ của nó thì rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy các bác nhìn này, ốp gỗ này.
kết hợp với các cái hộc để đồ rất là tiện lợi luôn. Rồi các cái phần khí đấy các bác nhìn này, rất là sạch sẽ đẹp đẽ đấy. Điều hòa hai vùng và rất rõ ràng đấy, và điều hòa điều chỉnh luôn, tự động luôn, chế độ rất là hiện đại tiện lợi đấy. Gió máy các thứ, là cửa gió các thứ vẫn còn rất là đẹp đấy. Phần trần nỉ thì cực kỳ sạch sẽ đấy. Dòng Camry thì trần nó là trần kín nhá, không có trần phun. Thế nhưng mà các bác nhìn đấy, hàng rất là chất luôn. Cái này thì cửa này, các bác nhìn này, cửa nẻo rất là chắc chắn luôn đấy. Tappy sạch sẽ, không khoan đục một chút nào đấy. Và cái phần kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường đấy. Sao việc không? Có được việc không? Đấy, phần bản lề dưới này các bác nhìn này đấy. Nói chung là xe thì cũng không phải là zin, thế nhưng mà xe rất là đẹp, nội thất các thứ rất là chắc chắn luôn, keo chỉ nét đấy. Và nội thất ghế da này các bác nhìn này đấy, nội thất ghế da đẹp luôn, ghế da zin đấy, nội thất ghế da zin, trần rất là sạch đấy, ghế da này, chỗ để chân thì cực kỳ rộng rãi luôn đấy. Một dòng xe xế sang, lốp bên này cũng là lốp Toro rồi các bác nhá. Lốp xem nào, lốp 2014 ấy chả cũng là lâu, 215 60 vành 16. Nói chung là con này thì rất là ít đi luôn. Cua lốp sạch sẽ này các bác nhìn này, cua lốp này sạch sẽ đẹp luôn đấy. Nói chung là nó bụi bẩn đường đất do vừa mới đi về xong, nhưng mà em phải quay ngay vì là đợt này nhà em về đến mấy con Camry, thế nhưng mà đã bán nhanh lắm rồi, thế nên là bây giờ về là phải quay ngay cho mọi người cùng xem, tránh cái trường hợp đến lúc người hỏi thì lại bảo là vừa bán xong thì mọi người rất là áy náy đấy. Các bác nhìn nhá, cái đèn hậu của nó sử dụng giải đèn led hoa sen rất là đẹp luôn. Và đây các bác nhìn là bầu đèn thì khá là sạch trăng đấy, và nói chung là không có đâm đụng gì cả đấy. Các cái cảm biến lùi đây thì rất là ok luôn các bác nhá. Vâng, lốp láp đẹp, sơn xi ngon. Đây, lốp bên này thì lại sử dụng lốp Michelin 2014. Nói chung là cũng khá là đa năng. 4 bánh phanh đĩa kết hợp phanh ABS an toàn, lốp 215 60 vành 16. Cua lốp sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đó, cua lốp rất là sạch nha các bác nhá. Vâng, cửa nẻo đóng mở êm khít này các bác nhìn này. Đấy, một dòng xe xế sang. Mình mua những chiếc xe này về đi thì đẳng cấp hẳn rồi. Đi ra đường người ta vẫn còn phải ngước nhìn luôn. Chứ còn bây giờ thưa các bác là mình có mua Moline cũng chả ai thèm nhìn đâu. Đấy, mua xe đi thì cực kỳ là êm chất luôn. Và đặc biệt những cái dòng này thì sơn xi các thứ thì nó rất là lì. Đấy, cửa này, kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Tất cả các kính thì nó đã dán phim cách nhiệt rồi. Còn cột kèo đây các bác này, nhìn hàng đẹp này, cột nó còn nguyên này, đinh hàn vẫn còn rất là ngon. Đấy, hàng rất là chất luôn, sơn xi đẹp, nội thất cũng khá là ok. Không gian nội thất ghế ở đằng sau thì rất là rộng rãi nha các bác nhá. Đấy, nội thất ngồi thoải mái luôn, rộng rãi, thoải mái, sơn xi đều. Cửa thì mở êm chắc luôn. Đấy, tappy rất là sạch sẽ, tappy thì trông rất là mới luôn. Và cửa điều khiển kính 4 cổng 1 chạm này các bác nhỉ. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường. Rồi chốt điện này, chốt điện khóa cửa này, chốt kính này, đây rất là ok. Đấy, tappy rất là sạch, keo chỉ này, lát không mất một phân ly nào luôn này. Nói chung là một chiếc xe giá đáng đồng tiền bát gạo luôn, giá là vô cùng rẻ rồi. Ở đâu ra ghế chỉnh điện rồi gương chiếu các điện rồi full option như thế này mà giá nó chỉ có 398 đâu, không có đâu quý vị ạ. Vâng, mọi người có thể xem thoải mái, xe tiền nào của đấy hết. Xe báo không lỗi nhưng mà thực sự là đến lúc sờ vào thì mới biết. Còn đây là xe đẹp, xe nét, xe của tư nhân chính chủ người ta đang đi bán lại thôi, thế nên là rất là tiện luôn. Đấy, đồng hồ hiển thị. Và bây giờ thì ta đề nổ con này lên. Con này thì sử dụng đề nổ chìa, cái thời đấy nó vẫn dùng chìa. Đấy, đề phát nổ ngay các bác nhá, nhìn này, không nghĩ ngợi gì luôn. Máy thì rất là êm, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, không một lỗi lầm nhỏ. Và đây, màn hình này bây giờ ta mới cài số lùi vào cái thì xem nó màn hình hiển thị lùi này. Đấy, rõ ràng luôn đấy các bác nhá, màn hình camera lùi rất là tiện lợi và hiện đại luôn. Tay nắm cần số thì cũng đã mòn theo thời gian, như cái này bình thường. Đấy, trông rất là phong cách sang trọng, lịch lãm. Đấy, trần đèn này sạch sẽ luôn, trần nỉ. Con này bản full không có nóc nữa. Đấy, ghế điều chỉnh điện này các bác này. Đấy, điều chỉnh điện đây nhá. Đấy, đấy. Nói chung là
tiền ít nhưng mà lại được hít xe thơm đấy, xe rất là chất luôn. Lỗi lầm thì không có mà máy móc thì chạy rất là êm đấy. Hiện nay máy đang chạy đấy nhưng mà gần như là không nghe gì, máy rất là êm luôn. Mở lắp cabo ra cùng xem gầm thì sao. Bây giờ mình nhìn phần gầm trước nhá. Đây, gầm này các bác nhìn này, gầm lét lừ luôn này, gầm bệ đấy, lét căng luôn. Và đương nhiên là phần cabo thì mình mở ra xem máy nhá. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây chính là khoang động cơ của chiếc xe động cơ VVDA 16 van 2.4, khá là khỏe khoắn, máy móc thì êm chất. Con máy thì cũng không phải là zin nên nhưng mà máy thì chạy cực kỳ ngon luôn, êm chất và đảm bảo cho mọi người là máy móc thì hoạt động rất là bền. Và đây, đây là cụm phanh ABS an toàn, hàng tiền tỷ của chiếc xe tiền tỷ. Đấy, các cái con dấu ốc này, nắp cabo này, các bác nhìn nắp cabo trước nhá, keo chỉ này đều luôn này, đều như vắt chanh luôn. Đấy, keo chỉ rất là đều, sơn si đẹp, keo chỉ đều. Đấy, ốc áp chuẩn chỉ. Đó, ắc quy Hitachi, ắc quy dòng 55 thì, cũng tương đối thôi. Còn đâu về máy móc thì các bác nhìn này, máy cũng khá là ổn, máy chạy rất là êm. Dòng này thì sửa chữa thì nó rất là rẻ thôi, cực kỳ kinh tế luôn. Và máy thì cứ bền còn lâu mới biết hỏng như nào. Đấy, mua về để thoải mái luôn, không phải nghĩ. Còn các cái phần đầu giằng đây đảm bảo không đâm va nha các bác nhá. Đấy, không đâm va luôn. Đấy, các bác có thể nhìn. Nói chung là mời mọi người dẫn thợ đi xem, kiểm tra thoải mái, test thoải mái. Nhưng mà mọi người nhớ rằng là thợ thì cũng phải thợ chuẩn. Chứ nhiều lúc nói thật với các bạn, các quý vị các bạn là thợ đi xem xe nhưng mà toàn linh ta linh tinh thôi. Báo thì không ấy nên là đâm ra nó cũng mang tiếng cửa hàng. Đấy, có sao thì bán vậy. Bên em thì có là nói rõ chứ còn không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Nói chung là chủ yếu là cái vấn đề là khách có yêu hay không thôi. Đấy, chứ còn xe thì rất là chất. Và xe thật, bán thật chứ không có phải nghĩ ngợi gì. Đấy, lúc nãy thì hình như là mình chưa mở cốp nhỉ. Mở lốt cái cốp ra để cho các bác cùng xem là nội thất khoang cốp như thế nào. Đó. Đấy, xe rất là rộng luôn các bác ạ. Chà. Cốp mở thì rất là rộng rãi. Một chiếc Camry 2.4 thì úi giời ơi, thoải mái rồi. Đấy. Cốp khá là sạch sẽ, không gian cốp thì rất là rộng rãi, chả có cái gì, có mỗi hai cái vỏ hộp. Đấy, đây các bác nhìn này, khoang cốp của chiếc xe này, lốp sơ cua sao, ui lốp sơ cua thì siêu cũ rồi, cái này không thèm chấp rồi. Còn đây bộ đồ nghề dụng cụ đây, cái cốp lốp này là lốp zin của hãng nhá, nó đang úp xuống rồi, chứ còn thực tế là nó mang lên thì đây để em lột lên cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, em lột cái cốp lên cái bác nhìn này, bánh bước các thứ vẫn còn rất là ngon. Và sàn thì đã được dán cái tấm chống ồn, đấy, 3M, đấy, dán luôn chống ồn rồi, rất là yên tâm. Đấy, xe cộ là cứ phải chắc chắn. Đấy, nói chung là khoang cốp thì rộng rãi, thoải mái. Và phần nắp cốp thì các bác nhìn nhá, nắp cốp để đồ này, keo chỉ này, nét lừ luôn này. Đấy, nói chung là không tránh khỏi những cái va quẹt nhỏ, những cái xước sát nhỏ, những cái này là bình thường. Con đảm mà, quý vị các bạn là không đâm va, không ngập nước nhá. Đấy, máy rất là zin chất luôn, sơn si đều, máy chạy ổn. Đấy, một chiếc xe mà hiện nay máy đang chạy mà rất là êm luôn. Đây, quý vị các bạn có thể nhìn xe này, không có một rung lắc gì cả, rất là nhẹ, rất là êm. Và đứng gần thì máy không kêu luôn. Đấy, hàng chất, giá nó mềm nữa là như thế. Nói chung là không việc gì phải suy nghĩ luôn. Đấy, xe rất là đẹp và vừa về cửa hàng thôi. Nếu ai quan tâm đến mẫu xe đẹp này, biển số Hưng Yên này, thì hãy alo ngay cho em qua số điện thoại Vũ Duy Ô Tô 0869158926. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và cũng cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi, chia sẻ giúp Vũ Duy Ô Tô những cái video về những chiếc xe mới, những chiếc xe liên tục được cập nhật về cửa hàng tại Vũ Duy Ô Tô. Và đây mọi người có thể nhìn này, đằng sau Vũ Duy Ô Tô là rất nhiều xe. Đấy, rất nhiều xe đang có mặt tại đây. Đấy, những ai quan tâm đến mẫu xe nào cứ alo cho em, sẽ có báo giá chi tiết cho từng chiếc xe một. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Làm một đoạn cho nó hoành tráng ấy, đi luôn vào trong phía cảng nhá quý vị nhá. Nói chung là ra ngoài thì cũng được nhưng mà thôi, em sẽ giới thiệu quý vị các bạn luôn chiếc xe này khi mà ta đi trong cảng, vì đây là xe số tự động nên nó cũng đi một tay cũng thoải mái. Đấy, đóng cửa rất là chắc chắn luôn. Đấy, còn cái cụp xòe này.
Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường nhé các bác nhé. Đấy, một dòng xe rất là bền bỉ với thời gian, rất là chất. Xe tiền tỷ mà bây giờ giá nó chỉ có vài chục, hơn 300 một chút thôi. Đấy. Đấy chà, em đang đặt phanh. Đấy. Xe đẹp lét lừ luôn. Vào đây, em lái luôn cho mọi người cùng kiểm tra, kiểm nghiệm. Đấy, xe không báo lỗi nhá. Xe vọt thì rất là căng luôn. Đấy, không lỗi lầm gì luôn các bác nhá. À, mọi người nhìn này, không lỗi lầm. Xe rất là chất luôn và đi thì cực kỳ chắc chắn. Em đi thử luôn cho mọi người để cùng cảm nhận chiếc xe đẹp này nhé. Đấy. Xe rất là chắc luôn. Đi những cái chỗ xóc xước các thứ là không phải nghĩ, gầm bẻ nó rất là chất. Đấy. Không tiếng ồn nhỏ luôn. Xe đi rất là đầm. Đấy các bác thấy. Đi tốc độ khá là cao nhưng mà không có phải nghĩ ngợi gì luôn. À, 60 này các bác ạ. Oh, xin chào tạm biệt quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn có được chiếc xe ưng ý cho gia đình mình nhất. Xin chào, tạm biệt.